Xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy của chúng ta. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cái câu hỏi của một bạn gửi đến, đó là bệnh phó thương hàn ở châu bò có biểu hiện như thế nào và cách phòng trị. Thì thứ nhất, chúng ta biết bệnh phó thương hàn ở châu bò nó là do vi khuẩn. Anh em, nếu mà do vi khuẩn là chúng ta có thể điều trị được đấy, đúng không? Nó là vi khuẩn Salmonella Enteris gây ra. Tên thì hơi đọc hơi khó, ngọng nó khi là không đúng, nhưng mà chúng ta cứ hiểu nó là do con vi khuẩn Salmonella. Và vi khuẩn này gây bệnh ở đường tiêu hóa, chính vì vậy mà nó mới gọi là phó thương hàn. Tất cả những châu bò khỏe mạnh thì nó là nơi mà cái vi khuẩn Salmonella nó cư trú. Khi mà gặp điều kiện thuận lợi thì sức đề kháng của châu bò nó giảm xuống một phát thì con này nó mới bùng lên và nó tạo ra bệnh. Vi khuẩn này sống ở trong môi trường thiếu ánh sáng thì vi khuẩn nó sống được 3 tháng. Tuy nhiên, đối với những cái chất sát trùng bình thường như nước vôi hoặc là phenol 3% hoặc cồn 70 độ thì đều có thể diệt được vi khuẩn sau 1 đến 2 giờ. Và đặc biệt mà khi mà chúng ta có điều kiện, chúng ta phun Vime Iodine, một sản phẩm tuyệt vời sát trùng chuồng trại, thì đảm bảo Salmonella là hoàn toàn chúng ta tiêu diệt được. Và chúng ta phải lên nhớ là như vậy, nó là vi khuẩn chúng ta tiêu diệt một cách rất chi là nhanh chóng và hiệu quả. Cái thứ hai, đường truyền lây của con này chủ yếu là tiếp xúc giữa con bò, châu bò ốm với những con mà khỏe mạnh, và do chúng ta chăn thả trong cùng một bãi đấy, hoặc là chúng ta nhốt chung chuồng. Đặc biệt là khi mà các chị nuôi trâu bò mà chúng ta nhốt chung một chuồng thì một con bị thì đảm bảo các chị là sau khoảng 2-3 ngày là cả đàn nó bị luôn. Và nếu như chúng ta không tách ra, vì sao? Bởi vì khi mà cái mầm bệnh nó bài thải ra môi trường bên ngoài thì chúng ta những cái con khác nó ăn vào đấy, theo đường nước ăn thức uống hoặc những chất bài tiết, thì bệnh này nó lây theo cái đường đấy. Hai nữa là lây cho dụng cụ chăn nuôi mà chúng ta, khi mà chúng ta vận chuyển từ một chỗ, ví dụ chúng ta cho ăn trong cái dụng cụ máng đấy thì chúng ta vệ sinh không sạch, hoặc cho bản thân chúng ta là những người mà dùng những cái dụng cụ đấy chúng ta mang đi trong cái chuồng nuôi khác, và như vậy thì nó làm cho cái chuồng bên kia cũng bị nhiễm Salmonella. Đây là cái mà đường truyền lây khá là dễ mà chúng ta mắc phải. Thì biểu hiện của cái bệnh Salmonella phó thương hàn này ấy, ở châu bò này nó có hai thể cấp tính và thể mãn tính các anh chị nhé. Thể cấp tính thì đối với con bê nghé thì là sốt cao 3 đến 4 ngày thì con vật nó có hiện tượng là run rẩy, như cái kiểu mà các anh chị cảm thấy nó là sốt rét đấy, đúng không? Thì nó bị. Hai nữa là nó chảy nước mắt này, niêm mạc mắt đỏ, mũi khô, đặc biệt như vậy. Con vật nằm một chỗ và uống nước thì nhiều. Khi mà chúng ta nghĩ nó là do phó thương hàn, do Salmonella, đầu tiên nó phải là sốt là cái thứ nhất, đúng không? Và khác với cái những cái bệnh khác là cũng kèm sốt, nhưng mà nó kèm là sốt là một, đứng run rẩy lầy bầy, đồng thời nó chảy liên mạc nước mắt. Còn nếu như mà bị uốn ván các anh chị nhá thì nó là co cứng người lại, đúng không? Nó co cứng. Còn nhưng mà khi mà uốn ván thì chúng ta phải kiểm tra xem mà nó có vết thương hở hay không. Còn đây nếu mà là do phó thương hàn thì các anh chị phải nhớ là nó có hiện tượng sốt này, đứng run rẩy, co ro và nước mắt và liên mạc thì bắt đầu nó đỏ, và mũi thì bắt đầu hiện tượng khô. Bởi sao? Vì khi nó gây ra hiện tượng tiêu chảy nó làm cho mất nước, và chính vì vậy mà là cái liên mạc nó khô đi, mũi nó khô. Con vật thì bắt đầu châu bò chúng ta thì nó bỏ ăn và nó làm một chỗ. Giai đoạn đầu thì chúng ta thấy là liên mạc phân màu vàng, màu xanh, màu vàng mà xám đi. Nhưng mà đặc biệt cái này nó có mùi rất chỉ là tanh các anh chị. Sau một thời gian khoảng 1-2 ngày nó đi phọt cầu vồng, chúng ta cảm giác như cái cầu vồng đấy, thì là thậm chí là nó còn lẫn thêm những cái mảng lẩn nhẩn là máu ở trong đấy, để các anh chị phải để ý. Và con vật bắt đầu, con trâu bò của chúng ta bắt đầu nó gầy rác đi và mắt nó trũng xuống. Bản thân làm sao nó trũng? Bởi vì sao? Khi mà trong cái quá trình mà chúng ta chăn nuôi, chúng ta nó bị nó sốt cao là một này, mà tiêu chảy là hai, và chúng ta nó không ăn được, nó run này bảy như vậy, nó không ăn được uống nữa thì nó làm cho mất nước. Mất nước thì cái hõm mắt của trâu bò của chúng ta sẽ tụt lại đấy, nhưng mà nhờn nhạt. Con vật làm phù phục, khi mà đã đến cái giai đoạn làm phù phục rồi thì hậu môn của nó tự chảy đấy, nó tiêu chảy đến mức độ từ là phân nó cứ tự chảy ra thôi, chứ nó cũng chẳng cần đi ở đâu. Và nó thở gấp và dần dần để chết sau khoảng 7 đến 10 ngày nếu mà chúng ta điều trị không kịp thời, để đối với cái thể cấp tính. Còn đối với cái thể mãn tính thì cái triệu chứng của nó cũng là gì, cũng có hiện tượng sốt nhưng mà lại không điển hình lắm. Đấy, sốt mà chúng ta có cảm giác là chúng ta không cảm nhận được, nó cũng sốt rét, cũng chảy nước mắt niêm mạc, nhưng mà nó không được diễn biến một cách là ồ ạt như cái thể cấp tính.
và chúng ta làm cho nó chúng ta không chẩn đoán được. Và con trâu con bò của chúng ta, đặc biệt là những cái trâu bò, con bò mà chúng ta nuôi lấy sữa đi, với cái tiêu chảy đấy, nó nhát gừng, nay tiêu chảy mai nó dừng, mai lại tiêu chảy nó dừng, nó làm triệu chứng không rõ ràng. Nhưng sau lại một thời gian thì con vật gầy mòn và chết. Và cái này mới là cái quan trọng trong cái vấn đề chăn nuôi của chúng ta. Khi mà chúng ta chăn nuôi để mang lại kinh tế cho trang trại chúng ta này, mang thương phẩm mà nó cứ tiêu chảy như vậy, chúng ta vừa phải tốn tiền mua thuốc để chúng ta điều trị, vừa phải tốn tiền chăm cám mà hiệu suất thịt nó không cao, hoặc hiệu suất sữa nó không cao. Nếu mà chúng ta nuôi bò lấy sữa thì hiệu suất nó không cao nữa, đúng không? Vì vậy chúng ta vừa tốn. Chính vì vậy mà chúng ta phải loại trừ được cái nguyên nhân là do mãn tính, bỏ đi, điều trị dứt điểm để làm sao trong tất cả những cái đàn châu bò của chúng ta không bị bệnh, thì cái hiệu quả kinh tế của chúng ta mới là cao nhất được. Còn nếu như mà chúng ta làm cho nó không được triệt để thì chúng ta tốn tiền, giảm năng suất kinh tế của chúng ta xuống. Hoặc khi mà chúng ta điều trị cho những trang trại nó sẽ có hiệu quả kinh tế kém. Và để điều trị được cái bệnh này thì chúng ta chẩn đoán, chúng ta dựa vào cái triệu chứng như vậy: sốt, đi à, phọt cầu bầu, phân có màu vàng xám và đặc biệt nó có mùi tanh. Wow. Con vật run lẩy bẩy nhưng mà không phải là co cong cứng người nhiều con vật của cái video trước, các anh chị nhớ nhé. Để điều trị được cái bệnh này thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải dùng thuốc tiêm. Thuốc tiêm thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều những loại kháng sinh phổ rộng để chúng ta điều trị. Cụ thể ví dụ như là Zenlocolisi, tức là Zentatilo, các anh chị cũng điều trị được 1cc trên 10kg thể trọng, hoặc là Cambi, hoặc là Han Amicep cũng thể điều trị được cái bệnh này. Mà tôi khuyên cáo mọi người là lên dùng cái thành phần đó là Pencep để chúng ta điều trị, và rất nhiều những cái trang trại đã nhập cái sản phẩm này về để điều trị những cái bệnh tiêu chảy trên châu bò của họ. Hy vọng là mọi người xem cái video này có thể dùng cái sản phẩm đấy để chúng ta điều trị mang lại cái hiệu quả cao nhất cho chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta khi mà phát hiện có một con bị tiêu chảy như vậy rồi thì chúng ta tách nó ra khỏi đàn, cho sang một khu mới để chúng ta điều trị. Còn cái chuồng của chúng ta, chuồng phải mạnh thì chúng ta phun sát trùng chuồng trại bằng những cái dung dịch thuốc sát trùng, ví dụ như là Vimeiodine hoặc Phocmon, để chúng ta làm sạch sẽ, tăng cường sức đề kháng này cho những con trâu bò còn lại để nó chống cái bệnh này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái clip lần sau.